bố mẹ có thể nghỉ hưu được rồi, em có thể tự lo được cho bản thân của mình bằng cái niềm đam mê của mình. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra trong chương trình Cơ hội cho ai. Em làm một cái nghề rất là hay. Em đánh giá thế nào về việc nguy cơ em sẽ mất việc bởi vì khi áp dụng autonomous robot và AI trong việc quản lý kho hàng? Lời đầu tiên, cho phép em gửi lời chào đến 6 vị sếp, bác Lại Văn Sâm cùng toàn thể khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Khi em lên đại học thì em không hề có một định hướng gì rõ ràng cho cái nghề nghiệp của mình, cũng như em không biết được cái ngành mình học sau này ra trường sẽ làm gì. Tuy nhiên, nó có một cái biến cố đã xảy ra khi em học ở đại học năm 2. Thời điểm đó thì em bị tai nạn và em phải nằm viện. Khi em tỉnh dậy thì em thấy bố ngồi bên cạnh mình, và do bố không biết có sự hiện diện của em ở đó nên là bố em đã khóc. Và đó là lần đầu tiên em thấy bố em khóc. Và cái sự việc đó nó khiến em nhìn lại bản thân mình, và em cảm thấy là em sống quá vô trách nhiệm đối với gia đình và đối với bản thân mình. Và sau cái thời gian đó thì em quyết định là em dành thời gian em ở viện cũng như là thời gian sau đó để em nhìn lại bản thân và vẽ lên một cái kế hoạch cho tương lai của mình cũng như là cái con đường sự nghiệp của mình. Em quan niệm và em coi là kim chỉ nam cho cái con đường sự nghiệp của mình. Đó là bạn không thể trở thành một người lãnh đạo nếu như bạn chỉ ngồi ở trong một căn phòng với 4 bức tường và bạn không trực tiếp trải qua những điều mà nhân viên của bạn đã làm để có thể hiểu được điều đó. Sau khi em cảm thấy kế hoạch của mình đã bước đầu hình thành thì em quyết định apply vào một công ty về logistics ở vị trí là nhân viên giao nhận để em có thể được ra hiện trường nhiều hơn, để có thể hiểu được rõ hơn về quy trình giao nhận hàng hóa cũng như là hiểu được tâm tư tình cảm của những con người làm việc ở đó. Hiện tại thì thành tựu mà em cảm thấy em tự hào nhất đó là em có thể nói được với bố mẹ của em, đó là bố mẹ có thể nghỉ hưu được rồi và em có thể tự lo được cho bản thân của mình bằng cái niềm đam mê của mình. Thì em hy vọng là bố mẹ em sẽ phần nào cảm thấy yên tâm hơn về con đường mà em đang chọn. Em xin hết. Phần chinh phục bắt đầu. Cậu Trung Kiên, cậu Trung Kiên, cậu ra đây. Tôi là trưởng phòng IT, cậu là nhân viên thủ kho. Vừa rồi cậu không cung cấp linh kiện qua cho bộ phận của tôi, làm cho bộ phận của tôi phải chậm trễ tiến độ. Nhân viên thủ kho thì cậu phải biết linh hoạt cái điều đó chứ. Đâu, cậu giải thích điều đó cho tôi nghe coi. Dạ thưa sếp, thì đầu tiên là em rất là xin lỗi vì vai trò của bên kho chúng em làm việc chưa tốt và ảnh hưởng đến tiến độ của công ty cũng như là làm cho sếp cảm thấy không hài lòng. Em đã chuẩn bị xong cái đơn hàng đó rồi, thì bên em đã có giao cho cái bên bộ phận vận chuyển và bộ phận vận chuyển đó thì sẽ giao đến cho mình. Thì lúc mà cái đơn hàng đó đã đi thì em đã có liên hệ với lại bên kỹ sư để hẹn ngày bên đó giao hàng đến. Thì không biết là bên kỹ sư có thông báo lại với sếp về việc là đơn hàng có bị hư hỏng hay không, dẫn đến là họ không nhập hàng, hay là có lý do gì mà họ không thể nhận cái lô hàng này mà dẫn đến việc chậm trễ của công ty được không ạ? Thôi, nếu cậu giải thích như vậy á thì được, tôi sẽ tạm bỏ qua cái chuyện này cho cậu nha. Dạ vâng, cái trường hợp này thì bên em rất là xin lỗi. Vậy nha. Dạ, chào anh. Anh Kiên đừng có để bụng nha. Tính anh Hoài vậy đó, em là bên bộ phận nhân sự nè, từ lúc mà em biết anh Hoài tới giờ là thấy ảnh yêu việc lắm, cứ đụng cái nó nói vậy thôi, nhưng mà nhắc nhở vậy thôi chứ không có để bụng gì đâu, ra ngoài quên hết trơn. Nhưng mà anh Kiên, có này nè, em hỏi thiệt nha, em biết là anh Kiên là học bên ngoại thương đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà tại sao, lý do gì sao mà khi mà anh học ngoại thương anh ra anh không làm theo đúng cái ngành nghề mà mình học mà tự nhiên cái chuyển cái rột qua làm thủ kho vậy anh? Khi mà em ở ra trường thì em đã có đi thực tập và cái ngành làm việc đúng cái chuyên ngành của em học là làm ở bên giao nhận vận tải và làm các thủ tục hải quan. Tuy nhiên là trong quá trình em làm việc ở đó, em cảm thấy rất là thích thú. Em tìm hiểu sâu hơn về cái lĩnh vực kho thì em cảm thấy trong cái chuỗi cung ứng của mình thì cái kho nó sẽ là nền tảng của mọi thứ, và nó từ đó thì nguyên vật liệu sẽ đi đến mọi nơi cũng như là cái hàng thành phẩm nó cũng sẽ được đưa đến các cho đến nhà cung ứng. Thì em cảm thấy cái kho nó như là cái gốc cây rễ của cái chuỗi cung ứng của mình. Đó là lý do mà em muốn làm việc ở đó. Và em cũng không định hướng là mình sẽ dừng lại ở việc làm kho, mà em sẽ muốn là khi em có vị trí em đủ tâm thì em sẽ mở rộng qua các lĩnh vực khác để có thể là hỗ trợ được cho chuỗi cung ứng của công ty mình. Rất là cảm ơn diễn viên đã vào vai một cách rất là tự nhiên. Và bây giờ thì các sếp sẽ là người đưa ra những cái câu hỏi. Em làm một cái nghề rất là hay. Trên thế giới rất ít người biết đến warehouse, đấy là cái gốc của logistics. Cho tôi hỏi cái, em đánh giá thế nào về việc nguy cơ em sẽ mất việc bởi vì khi áp dụng autonomous robot và AI, trí tuệ nhân tạo trong việc quản lý kho hàng? Thì theo quan điểm của em là cho dù trí tuệ nhân tạo nó có
đạt được đến những đẳng cấp như thế nào và nó có thể dần dần thay thế được con người trong việc kiểm soát hàng hóa. Tuy nhiên là cũng sẽ có những công việc nó đòi hỏi là mình phải có sự quản lý của con người. Thì theo em là đối với lĩnh vực warehouse thì dù có automatic như hiện nay thì vẫn còn cơ hội để cho những bạn mà có sự có tài năng và cái bộ phận này thì vẫn còn đến sự quản lý của con người. Mong đợi em trong tầm 3 năm nữa thì em sẽ làm gì? Cái định hướng của em là em muốn trong thời gian tới em sẽ phát triển theo chiều dọc để trở thành một warehouse manager, và đến khi em đạt được đến đủ tầm và cái kiến thức của mình, và hiện nay thì em đang quan tâm đến hai lĩnh vực là planning và purchasing, thì em muốn phát triển theo chiều, lúc đến khi em đã đạt được đến cái chiều dọc ở warehouse thì em muốn phát triển qua chiều ngang để có thể trở thành head of supply chain trong vòng 10 năm tới. Bây giờ thì chúng tôi muốn xem cái kết quả cuối cùng của các sếp, chỉ hoặc xanh hoặc đỏ chứ không có màu vàng. Chúng ta sẽ đếm để các sếp bấm nút quyết định cuối cùng. 3, 2, 1, xin mời. Như vậy là có 4 đèn đỏ và 2 đèn xanh. Đèn xanh là của sếp Tiến và sếp Hà. Còn lại 4 sếp là đèn đỏ. Chúc mừng bạn, bạn đã vượt qua thử thách. Bạn đã được quyền vào tiếp vòng trong của chúng tôi. Vòng cơ hội cho ai? Thưa quý vị, vậy là bạn Trung Kiên đã lọt vào vòng cuối, vòng có tên gọi là cơ hội cho ai. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe xem hai sếp nhấn nút xanh là sếp Tiến và sếp Hà đưa ra đề nghị về vị trí công việc và mức đãi ngộ. Xin mời sếp Tiến. Bạn là người rất là sáng láng, học cái gì cũng được. Và bây giờ bạn lại muốn làm về warehouse, bạn đã tự học được những điều thật là tuyệt vời. Tôi cũng đang đi học ở đấy. Nếu như bạn có thể học đúng cái nghề là warehouse về quản lý kho và logistics này, cộng thêm việc bạn học về business analyst nữa thì tôi sẽ nhận bạn. Bạn nên nhớ rằng là những người mà có gọi là chuyên ngành sẽ được trả lương rất cao. Nếu mà bạn nhận lời thì tôi sẽ nói mức lương. Em cũng có quan tâm đến lĩnh vực data, tại vì data hiện giờ là một cái trend. Thì em muốn hỏi là nếu như em đồng ý cái việc mà em sẽ học thêm data thì mức lương mà sếp offer thì như vậy, những cái phúc quyền lợi nó sẽ như thế nào? Ít nhất là 30 triệu trở lên. Và cháu sẽ cân nhắc cái lời nghị tiếp. Cháu sẽ cân nhắc. Dạ, vâng. Khi mà cháu chưa đưa ra câu trả lời thì sếp Tiến sẽ chưa đưa ra mức lương. Vâng. Vâng. Bên tôi thì công ty chuyên phân phối lĩnh vực điện thoại, máy tính và điện máy. Nên là có một cái hệ thống kho. Khi tiếp xúc với bạn ấy, cũng như nhận định của anh Tiến, trông bạn rất là sáng và bạn rất là yêu nghề. Cái công việc của bên tôi ấy, thì nó không phải là công ty phần mềm, cho nên là nó vẫn mang tính truyền thống. Tôi có thể nhận bạn vào chức danh thủ kho với mức lương 14 triệu. Thì tôi đề nghị là hai sếp, sếp Tiến và sếp Hà sẽ đưa ra đề nghị của mình về mức lương, về những công việc có thể bố trí cho bạn. Xin mời. Chúng ta sẽ xem hai sếp, sếp Tiến và sếp Hà sẽ đưa ra đề nghị hấp dẫn như thế nào. Xin mời. Vâng. Wow. Sếp Phùng Tuấn Hà đưa ra vị trí công việc là thủ kho với mức lương 15 triệu đồng một tháng. Và sếp Hoàng Nam Tiến đưa ra chức danh chuyên gia phân tích dữ liệu với mức lương là 30 triệu đồng và với nhiều những ưu đãi khác như là bảo hiểm, xã hội. Các sếp đã đưa ra những điều kiện khá hấp dẫn, đúng không? Bây giờ thì chúng tôi xin đưa ra cái số liệu mà chúng tôi giữ kín từ đầu. Đó là mức lương kỳ vọng của bạn Trung Kiên. Cả hai sếp đều đã đáp ứng được luật của chương trình. Cháu sẽ là người quyết định chọn sếp nào trong số hai sếp. Đầu tiên thì em rất cảm ơn về hai offer của hai anh đã đưa ra cho em. Em cảm thấy em còn rất là non và em còn cần rất là nhiều điều để có thể học thêm trước khi em bước qua cái lĩnh vực như anh đã có gợi ý. Sau chương trình này thì em rất mong là em có thể tin anh những cái lộ trình
để em có thể học và trau dồi bản thân. Thì em hy vọng là khi em đạt được đến cái mức kỳ vọng nhân mong muốn thì em sẽ có thể gặp lại được anh và cũng có cơ hội là phỏng vấn vào công ty của anh, không phải ở tại chương trình này mà là ở phòng nhân sự của công ty. Anh hứa là sẽ gửi cho em đường link để em đi học. Và nếu như thực sự em muốn thi, bọn anh sẽ hỗ trợ kinh phí để thi cho em. Vâng. Thưa quý vị, đây là trường hợp đầu tiên xảy ra trong chương trình Cơ hội cho ai. Lần đầu tiên một ứng viên của chúng tôi nhận được cơ hội để có thể trở thành nhân viên của những tập đoàn lớn như của sếp Tiến, như của sếp Hà. Bởi vì là mức lương mà kỳ vọng ban đầu của Trung Kiên chỉ là 9 triệu thôi. Nhưng mà hai sếp đã đưa ra mức lương cao hơn rất nhiều, 15 triệu và 30 triệu. Nhưng mà Trung Kiên đã cảm ơn và từ chối. Đơn giản là bởi vì bạn ấy cảm thấy rằng bạn ấy chưa xứng đáng với cái sự tin tưởng của các sếp. Đó là lòng tự trọng của một chàng trai có lòng tự trọng, tôi khẳng định là như vậy. Và đó là một điều thật quý. Không phải ai cũng có thể làm được cái việc đó. Một cái sự từ chối vô cùng khó khăn, tôi phải khẳng định như thế, trước những cái lời đề nghị hấp dẫn của hai sếp mà chúng ta vừa được chứng kiến. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, quyết định là các ứng viên. Và đây là ứng viên mà gây cho tôi rất nhiều ấn tượng. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu vì cái sự chân thành của cháu. Cảm ơn cháu vì cái lòng tự trọng của cháu. Và cảm ơn cháu vì quyết định sáng suốt. Và chú cho rằng rất đúng, chú ủng hộ cái quyết định đó của cháu. Tôi cảm thấy là mình đã học được rất là nhiều điều. Tôi có thể có một cơ hội để có thể hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Và thông qua cái việc mà xử lý tình huống của chương trình đưa ra, tôi còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thì tôi cảm thấy được là bản thân mình còn rất là non và còn rất là nhiều thứ mà mình cần phải học. Thì sếp Tiến là sếp để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Thì tôi cảm thấy là đối với một người xa lạ như mình mà sếp đưa ra những offer quá tốt như vậy, thì tôi cảm thấy là thực sự là được sếp trân trọng. Như vậy, ứng viên Hoàng Lê Trung Kiên đã gây bất ngờ cho rất nhiều người khi quyết định từ chối công việc từ sếp Hoàng Nam Tiến với mức lương cao hơn rất nhiều so với mức kỳ vọng ban đầu. Rõ ràng thu nhập chưa hẳn là yếu tố quan trọng nhất trong việc đưa ra quyết định công việc của các ứng viên khi tham gia chương trình Cơ hội cho ai. Với một kế hoạch phát triển sự nghiệp rõ ràng cùng tư duy tích cực, hy vọng Hoàng Lê Trung Kiên sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn lao trong tương lai. Đăng ký ngay kênh Alo Media Entertainment để đón xem thêm các nội dung hấp dẫn đến từ công ty cổ phần truyền thông Alo.